Hello mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với channel mới của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ đi đi Trân Thành, rồi đi một con đường, nó gọi là đường mòn Hồ Chí Minh. Đây, đi tới đây mình sẽ quẹo tới phải nha các bạn. Thì con đường này nói từ Đồng Xoài đi thẳng về với bên Trảng Bàng Tây Ninh luôn ha. Con cầu vượt đã làm xong rồi. Thì đoạn đường trên Tây Ninh thì cũng đang làm. Thì hôm nay mình sẽ đi con đường này để giới thiệu mọi người một cái dự án. Dự án rất là hot ở trên Trân Thành hiện nay. Đó là dự án khu công nghiệp BKMET Bình Phước ha các bạn. Như các bạn đã thấy thì hai bên đường toàn là cây cao su thôi. Nó tại BKMET nó quy hoạch dự án ở đây ha, thì nó sẽ lấy tất tần tật đất ở đây và nó đền bù cho dân để nó mở dự án hai bên đường Hồ Chí Minh, hai bên đường mòn Hồ Chí Minh ha. Ở đây BKMET nó quy hoạch bài bản đường xá rồi, sao thấy các bạn thấy ngon lành ha. Cái đoạn đường từ quốc lộ 13 mình đi đi qua bên đây hết con đường Hồ Chí Minh này tầm khoảng 3 km thôi, rất là gần. Nhưng mà để quy hoạch dự án mà dài 3 km này thì cũng rất là nhiều vấn đề ha. Hôm nay là một ngày cuối tháng 9 nữa. Cuối tháng 9 đây. Thì sau 3 tháng bế quan tỏa cảng thì hôm nay mình có mình được xuất môn đi tham khảo thị trường đất đai rồi như thế nào. Chứ lâu mình bỏ lâu quá rồi, ở nhà không à. Không có đi làm, không có bán đất, không buôn bán gì hết trơn trời á. Ở nhà tôi rất là con mình cũng được 3 tháng thôi, ở nhà chăm con thôi, chăm vợ chăm con, chả thèm buôn bán gì hết trơn trời. Làm cũng có thời gian nghỉ ngơi. Mình người ta nghỉ ngơi là người ta được đi du lịch à, còn mình ở nhà không à, ăn là ngủ. Nó thì khu vực bé bên trái mình à, thì chuẩn bị nó đang đền bù ha. Thì mình cũng đang bán đất phiếu. Đất phiếu là như thế nào thì mình thích rõ cho các bạn ha. Thì một mẫu đất, chứ một mẫu là 10.000 mét vuông á, thì BKMET nó sẽ đền cho mình là 7 phiếu nha các bạn. Thì mình bán một phiếu tầm khoảng 330 tới 360 triệu một phiếu. Thì một phiếu là để làm cái gì? Thì sau này BKMET nó đang đền bù giai đoạn 1,
thì một phiếu mình sẽ cấp được mình một nền khu công nghiệp nha các bạn. Thì đất trong khu công nghiệp BKMF thì các bạn thấy lúc nào nó cũng giá nó cũng cao rồi, thì mình sẽ đền bù được một phiếu. Rồi nếu các bạn mua một mẫu hiện tại bây giờ thì vẫn có được quyền ra công chứng đàng hoàng nha các bạn, nhưng mà không được sang tên nha, ủy quyền hay gì đó. Nó thì sau này BKMF nó đền bù thì mình sẽ hưởng được cái tài sản trên đất, ví dụ như cây cao su đó các bạn. Cây cao su thì mấy những có những cây lớn nè, người ta có cái nhà mua cây cao su lại rất là đắt ra, mà mình được hưởng cái đó. Ví dụ như mình mua một mẫu đó tầm khoảng 2 tỷ mấy đi, 21, 22 đi, thì mình sẽ bán cây cao su lại tầm khoảng 200-300 triệu có. Các bạn tin không? Không tin thì bữa nào mình sẽ quay một cái video clip cho các bạn xem nha. Mình sẽ cắt cây cao su hết, nó sẽ mua với giá bao nhiêu. Rất là hay các bạn, mình được lợi được hai mặt luôn. Hiện tại tháng 9 này thì nó cũng chuẩn bị nó chặt cao su rất là nhiều ha. Chặt cao su để nó làm lên dự án. Một chút xíu nữa tới cái dự án bắt đầu bù giai đoạn 1 á, nó chặt được một phần rồi. Chặt cao su một phần này mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Mình xin nhắc lại, mình đang bán đất cấp tái định cư BKMF dưới dạng là đất phiếu. Thì một phiếu có giá là 330 triệu đến 360 triệu một nền ha. Hiện tại bây giờ đây gần tới đó các bạn, đây là nó đang chặt cây giai đoạn 1 ha. Đó các bạn thấy không, xe tải vẫn làm việc hàng ngày ha. Này nó các bạn thấy không, nguyên một cái dự án lớn như thế này nè. Đây là giai đoạn một của nó ha. Phía bên kia nó có xe tải nó đang làm kìa, nên đây cũng có xe tải của BKMF nó ra vô để nó chở đất nó sang bàn hết ha. Đây xe của BKMF nha các bạn. Nghe nói là cũng sốc rồi, BKMF nó kêu người dân lên ký tên để giải tỏa đền bù đầy đủ hết các bạn. Đó phía đây còn nữa, nó còn rất là nhiều ha, rất là lớn. Các bạn thấy không, rộng mênh mông luôn. Đó, đây là nhà, cái đất nền này nè là BKMF đã đền bù rồi nha các bạn. Còn tiếp theo đó là mình cũng đang bán đó, mình dự án mình đang nói đó. Nên các bạn mà muốn đầu tư này nọ thì cứ liên hệ phần mô tả, phần thông tin của mình bên dưới nha. Nói còn thấy không, BKMF ra vô thường xuyên. Xa xa kia các bạn thấy không, rất là nhiều xe tải, xe cuốc đang làm đó các bạn.
thì đây đây là khu công nghiệp Trân Thành, khu công nghiệp BKMX Trân Thành giai đoạn 1. Rồi qua hết dự án này đi, mình sẽ giới thiệu cho các bạn khu công nghiệp. Nó là khu công nghiệp cho các bạn, khu công nghiệp đang hình thành của BKMX ở Trân Thành, Bình Phước này luôn. Nó đang hình thành nha các bạn. Thì nó đã có những công ty nó về rồi. Thì các bạn nhớ đăng ký kênh của mình, theo dõi kênh của mình đó. Và các bạn hãy chia sẻ để mình sẽ giới thiệu cho các bạn những video clip tiếp theo nha các bạn. Các bạn hãy đón xem nha. Còn các bạn muốn đầu tư ngay bây giờ thì các bạn hãy liên hệ mình. Thông tin của mình để ở dưới phần mô tả nha các bạn. Các bạn click xuống và xem. Các bạn thông tin của mình, số điện thoại đầy đủ hết nha các bạn. Khu vực này phía bên đây, phía bên đây một xíu là nó có ngay đường quốc lộ 14 nè. Rồi tới đây là ngay mũi tàu quốc lộ 14 ha. Bây giờ các bạn qua Đồng Xoài rất là gần luôn. Thì mình xin tạm dừng cái video ở đây ha. Mình sẽ qua bên dự án BKMX Trân Thành. Mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Thì xin chào các bạn, hẹn các bạn ở video clip tiếp theo. Các bạn nhớ đăng ký kênh cho mình nha. Rồi xin chào các bạn.